phụ kiện điện thoại ngon và rẻ. Xin chào cả nhà. Và hôm nay là câu chuyện phụ kiện điện thoại ngon và rẻ muốn mang đến cho các bạn là những cái câu chuyện về bọn quảng cáo rác. Có bọn nó quảng cáo ấy, quảng cáo đéo gì mà nó quảng cáo lắm thế. Facebook của nó cũng quảng cáo, Zalo của nó cũng quảng cáo, YouTube và xem bộ phim trên YouTube, bộ phim thì được có 30 phút. Nó quảng cáo mẹ mất lên đến 10 phút rồi xem rất là ức chế về cái thần kinh. Rồi vào các trang mạng xem phim thì nó cũng quảng cáo, mà bọn nó quảng cáo bắt mình chờ từ 5 đến 10 giây mới hết cái quảng cáo. Quảng cáo làm đéo quảng cáo lắm đấy. Xem những bộ phim mình, các bạn quảng cáo, các bạn phải nhìn xem cái đối tượng bạn quảng cáo là ai. Ví dụ tôi là con trai, tôi không có nhu cầu mua băng vệ sinh. Bạn quảng cáo băng vệ sinh cho tôi làm cái gì? Tôi xem mà bạn quảng cáo băng vệ sinh, quảng cáo làm cái gì? Quảng cáo phải thiết thực, nó phải hữu ích. Mà các bạn không biết nhá, các bạn cứ dí vào những quảng cáo nhưng các bạn không biết là các bạn làm rất ức chế. Ví dụ như cái Facebook của tôi cứ lướt xuống lại thấy có ông quảng cáo đéo ông quảng cáo lắm thế. Vào Zalo cũng quảng cáo, xem phim cũng quảng cáo, YouTube cũng quảng cáo, có chỗ nào không quảng cáo không? Thậm chí dừng đèn xanh đèn đỏ mà nó cũng đưa tờ rơi quảng cáo gì mà lắm thế. Ai người ta có nhu cầu người ta mua, người ta sẽ tự đến người ta mua, việc gì mà phải quảng cáo. Có rất nhiều cái câu chuyện về cái bộ phim đang xem, đang đến loại gay cấn, tự nhiên nó dơ hình lên, nó quảng cáo rất là ức chế luôn. Ví dụ đơn giản thôi, tôi đang nói chung như này, các bạn đang xem tự nhiên lại thấy xuất hiện luôn là sạc dự phòng mình quả lựu đạn 5000mAh bán 450. Xem này rất là ức chế đúng không? Ai người ta có nhu cầu xem đâu. Ai người ta có, người ta tự đến cửa hàng, cần gì phải quảng cáo nữa. Thà rằng nó xuất hiện một lần thôi, cứ nó xuất hiện 2-3 lần luôn. Ví dụ như bộ phim vừa quảng cáo 2 phút sau lại quảng cáo luôn là cái sạc dự phòng mình thuốc nổ 900.000. Quảng cáo đéo quảng cáo lắm đấy. Ai mua người ta tự đến thôi, cần gì phải quảng cáo. Quảng cáo ít thôi, quảng cáo làm sao nó đơn giản mà những người ta có nhu cầu người ta sẽ mua. Còn bạn cứ quảng cáo ầm ĩ lên, ai người ta mua? Ví dụ như người ta có nhu cầu người ta sẽ tự đến, quảng cáo ít thôi. Ví dụ có quảng cáo một lần thôi, đừng bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Như này là quả lựu đạn bán 450, sạc dự phòng 5000mAh, người ta xem lần thứ nhất người ta nhớ rồi. Rồi lại cái cục sạc dự phòng mình thuốc nổ này bán 900.000, dung lượng 20.000mAh, nói một lần thôi là người ta biết rồi, nói gì nói nhiều thế. Xuất hiện một lần là đủ rồi, xuất hiện một lần là người ta sẽ nhớ. Kiểu như còn xuất hiện lần thứ hai nó sẽ là thừa thãi. Mà xuất hiện cái kiểu lần thứ ba như này mà nhắc tiếp là bán 450 mà 900.000, nó sự thừa thãi, nó bị nhàm chán, người ta không có nhu cầu xem. Và những ai người ta có nhu cầu người ta sẽ tự đến người ta mua. Mà tại sao là cứ phải quảng cáo làm cái gì mà quảng cáo lắm thế? Quảng cáo ít thôi để cho những người ta xem những cái bộ phim, người ta được tập trung vào người ta xem. Cứ xuất hiện quảng cáo băng vệ sinh rồi thuốc trị hôi nách đủ các kiểu. Và rồi có rất nhiều những cái ông nữa, mình bán phụ kiện điện thoại thì người ta cứ xuất hiện những cái trang quảng cáo phụ kiện điện thoại. Nhà tôi đầy phụ kiện điện thoại, quảng cáo ít thôi, nhà tôi có hết rồi, đừng quảng cáo nữa. Có những cái của bạn quảng cáo, tôi thật nhà bạn có, như có nhà tôi cũng có. Ví dụ như hai cái này tôi sạc dự phòng kiểu này, bạn có không? Bạn không có, tôi có, tôi bán 450, tôi có, tôi không thèm quảng cáo luôn. Tại sao bạn lại cứ quảng cáo làm cái gì? Cái này là bạn có không? Nhà bạn không có, tôi có, tôi bán 900.000, bạn không có đúng không? Tôi có, tôi không thèm quảng cáo. Tại sao bạn lại cứ phải quảng cáo làm cái gì? Quảng cáo lắm thế, hãy để người ta tự do thôi, đừng quảng cáo nữa, đừng bỏ qua tất cả các loại quảng cáo đi cả.